number 7 in one state. Câu thứ 7. In the US, will VinFast electric car. Ở tiểu bang nào ở Hoa Kỳ thì nhà máy sản xuất xe điện của VinFast sẽ được đặt làm trụ sở? Nếu có trả lời California, Texas, Ohio hay là North Carolina? Bốn sự lựa chọn. Xin mời quý khán giả trả lời. Mọi người nhớ theo dõi những cái câu hỏi để mà trả lời. Đúng. Biết đâu được trúng thưởng thì sao? Nhà máy sản xuất xe VinFast tại Hoa Kỳ sẽ đặt ở tiểu bang North Carolina. Họ sẽ sản xuất ở North Carolina. Có hai mẫu đất của Hoa Kỳ. Và cái mức độ sản xuất là 150.000 chiếc trong một năm. Jennifer Phạm là một người cư dân từ quận Cam, nhưng mà giờ đây thì hoạt động cũng như là sinh sống ở Việt Nam một thời gian rất là dài. Kỳ này bao lâu rồi Jennifer mới quay lại Mỹ, quay lại quận Cam? Thật ra thì là em vẫn đi về tại vì gia đình của em vẫn ở đây. Công việc của em thì cũng thi thoảng cũng bay về đây có những cái chương trình, nhưng mà phần lớn thì là sẽ ở Việt Nam nhiều hơn. Em nói về công việc thì Jennifer chia sẻ mọi người một tí về công việc của Jennifer, đặc biệt là cho những bạn bè ở quận Cam nhiều khi ít có dịp theo dõi. Sau khi lập gia đình thì cái thời gian của Jenny cũng hạn hẹp hơn, cho nên là ít tham gia vào các hoạt động của showbiz. Trước kia thì còn có đi quay phim, còn tham gia nhiều sự kiện, nhưng mà giờ đây thì chủ yếu là Jenny sẽ dẫn dắt các chương trình, host các chương trình hoa hậu nè, ca nhạc nè, hoặc là những cái chương trình event lớn như thế này, và đặc biệt là cũng có những cái kênh talk show của đài truyền hình. Cơ duyên như thế nào mà Jennifer kết hợp với lại VinFast để mà làm dẫn chương trình kỳ này? Jenny cũng có rất là nhiều cái cơ hội để mà làm việc cùng với lại Vingroup nói chung, từ các dự án của Vinhome cho đến các dự án của VinFast. Và Jennifer rất là vui là lần này mà VinFast đã mời Jenny về đây để mà tham dự một cái chương trình LA Auto Show, một chương trình rất là lớn tại Hoa Kỳ. Và với sự tham gia của VinFast đó cũng là một cái sự hãnh diện của Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình tại nước ngoài và Việt Nam nói chung. Và Jenny cũng rất là vui khi đến đây, rất là nhiều những khách mời rất là quan tâm đến các dòng xe của VinFast, và chúng ta có thể đưa những cái thương hiệu của Việt Nam đến quốc tế. Thế thì có bao giờ Jennifer có dịp thử qua xe của VinFast, xe máy hoặc là xe hơi? Jenny cũng được trải nghiệm một vài chiếc xe, rồi từ xe điện, xe đạp điện nè, xe máy điện đến xe ô tô. Rất là thích những cái rất là VinFast luôn mang đến những cái trải nghiệm rất là thú vị và những cái design rất là high tech. Cho nên bây giờ với cái xe electric thì Jenny nghĩ rằng là sẽ rất là thành công, vì là chúng ta cũng mong muốn rằng có thể chuyển đổi hết sang xe electric in the near future. Nếu thí dụ như là hôm nay là mình không phải là người làm host cho VinFast, người thường thôi, thế thì nếu mà so sánh xe điện, xe máy điện của VinFast sẽ là những xe máy điện khác mà chắc là Jennifer cũng đã chạy nhiều ở trên đường phố Sài Gòn rồi, thì sẽ thấy như thế nào, cũng như là nếu mà có dịp xe so sánh xe điện của VinFast, xe hơi với lại những xe điện khác thì thấy như thế nào? Thật sự rất là khó để mà so sánh, để Jenny cũng chưa được trải nghiệm nhiều các loại xe điện khác nhau, nhưng mà Jenny nghĩ rằng là nó sẽ phụ thuộc vào cái sở thích của từng người thôi, và cái trải nghiệm họ mang lại, và quan trọng là cái dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng như là những cái công nghệ tân tiến nhất. Và với dòng xe điện, xe ô tô điện của VinFast thì họ kết hợp với lại bên Ý, thì chắc chắn là cái chất lượng nó cũng sẽ được tốt hơn và được gọi là finalize, rất là fine tune để gửi đến cho những người tin tưởng vào thương hiệu VinFast. Rất hạnh được gặp Jenny ngày hôm nay cùng giao lưu với quý khán giả của Phố Phong Xe TV. Em muốn hỏi Jenny là một phụ nữ đó, Jenny nghĩ rằng xe điện bây giờ so với xe xăng thì Jenny thấy thích lái xe nào? Xe điện có tiện hơn hay không, hay là nó có cần phải đổ xăng không? Vì Andrew thấy rằng nhiều phụ nữ đó, ít bao giờ rất là nhát thích vào cái xăng hay đổ xăng. Như vậy thì xe điện như thế nào đối với Jenny? Với cá nhân Jenny là một người promoting Go Green,
rất là mong muốn chúng ta có thể thay đổi để có thể protect cái trái đất, cái planet của mình. Thì Jenny sẽ ưu tiên xe điện nhiều hơn. Và Jenny biết rằng là trong cái giai đoạn này gọi là cái gọi là merging để chúng ta có thể chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, nó chắc chắn là sẽ có những cái testing và sẽ có những cái cần phải fine tune lại để trước khi chúng ta đưa ra những cái sản phẩm hoàn chỉnh nhất. Và VinFast là một trong những thương hiệu đầu tiên để lead cái này và đưa ra các cái dòng xe điện để mà gửi đến cho những người tiêu dùng. Và cho nên cũng hy vọng rằng là trong thời gian gần nhất có thể chúng ta có thể nhanh chóng để chuyển đổi sang xe điện. Tại vì giữa xe điện và xe xăng, cho nên thấy xe điện nó chỉ mang lại thêm những cái lợi ích mà không có một cái gì hại hơn so với xe xăng cả. Vẫn là một cái phương tiện rất là tuyệt vời để chúng ta có thể di chuyển, và những cái công nghệ cũng như là cái design cũng rất là sleek and very high tech. Về vấn đề thời gian tốn kém để mà phải đứng ở một cái trạm điện để mà sạc điện đó, thì đa số người phụ nữ cảm thấy là nó không có an toàn. Jenny nghĩ như thế nào, làm sao để mà Jenny chia sẻ cái suy nghĩ của mình để giúp những người phụ nữ họ phải vượt qua cái nỗi sợ hãi đó? Ok, có thể là bây giờ mới cái những cái trạm sạc điện nó không có được nhiều, chưa được nhiều. Nhưng mà Jenny tin rằng khi mà chúng ta dần dần chuyển sang những cái xe điện thì sẽ có rất là nhiều những cái trạm điện. Và chúng ta có thể tranh thủ, ví dụ như các chị em đi shopping nè, vào sạc điện, chúng ta đi làm móng, làm tóc, hoặc là đưa con đi park chơi thì chúng ta cũng có thể tranh thủ để sạc điện. Cho nên là tôi nghĩ mọi thứ nó sẽ có thể nằm trong cái sự sắp xếp của mình, và quan trọng là mình biết sắp xếp như thế nào thôi. Andrew thì cũng có order xe điện nhưng mà chờ lâu quá chưa thấy xe điện được giao, thì theo Jenny nghĩ rằng là có đáng sự trông đợi hay không? Em thì em nghĩ là it's worth every minute, because you're gonna be one of the first guys out there driving an electric car. And everyone's gonna be looking at you like, wow, you know? Tạm dịch là Jenny nói rằng mỗi giây phút chờ đợi đều là một giây phút có ý nghĩa, thưa quý vị. Và nếu mà các bạn chờ đợi như vậy thì các bạn cũng sẽ thấy được cái cảm nhận của mình khi mà nhận được chiếc xe thật thụ. Một lần nữa mà Andrew muốn hỏi giao lưu với quý khán giả nha, để coi là có bạn nào dành một câu hỏi đặc biệt nào cho Jenny hay không nha. Khi mọi người hỏi anh Sam thì tôi hỏi câu khác. Năm ngoái, khi mà chương trình nó cũng diễn ra ở đây, khi mà VinFast lần đầu tiên xuất hiện, thì một người MC khác, cô Kỳ Duyên, Phobosa TV cũng đã hỏi cô một câu, và câu đó nó cũng đã tạo khá nhiều sóng gió với câu trả lời của cô Kỳ Duyên. Không biết cô Johnny Phạm này sẽ có tạo cái sóng gió sau đó hay không. Lặp lại câu đó, đó là lúc đấy tôi hỏi không biết là câu gì, nhưng mà cô Kỳ Duyên nói rằng là cô đã order một chiếc xe Tesla, nhưng mà sau khi mà thấy có xe VinFast thì cô hủy order của chiếc Tesla, vốn là cũng rất là phải đợi rất là lâu. Thì thế là cuối cùng là cô hủy chiếc Tesla mà để mà mua đặt ngay cái chiếc VinFast. Sau đó người binh kẻ chống, người thích kẻ ủng hộ và người chống đối. Không biết cô Kỳ Duyên có bị rác tay bữa hôm đó hay không. Riêng Jennifer thì sao? Có nghĩ rằng là trong tương lai thử order một chiếc xe VinFast đời 9876 gì đó hay không? Jenny nghĩ rằng là cái việc mà lựa chọn giữa Tesla hay VinFast hay bất kỳ những cái thương hiệu nào để mà làm cái phương tiện đi lại cho mình thì cái đó là một cái tự do cá nhân thôi. Nó không nên làm nghiêm trọng hóa cái vấn đề. Jenny nghĩ rằng là chị Kỳ Duyên cũng đã nghiên cứu rất là nhiều để trước khi đưa ra quyết định của mình, và Jenny thì cũng có nghiên cứu một vài những cái thương hiệu để mà nếu mà mình có khả năng hoặc là có nhu cầu trong tương lai gần đây, cũng mong muốn là có thể chuyển đổi sang một cái chiếc xe điện. Nhưng mà cá nhân Jenny thì cũng muốn đợi thêm một chút xíu nữa, tại vì cũng muốn được tìm hiểu và cho thêm nhiều cái sự lựa chọn khác trước khi mình đưa ra quyết định. Giữa bốn chiếc xe VF9, VF8, VF7, VF6, không biết là Jenny có cơ hội xem qua hay chưa? Và đối với Jenny thì chiếc nào là Jenny nghĩ là thích hợp với cá nhân mình hơn? Với cá nhân Jenny đang đứng kế bên chiếc xe VF7 đó. Jenny nghĩ rằng là mình sẽ đi với chiếc VF9, cái dòng xe to nhất phục vụ cho gia đình. Tại vì nhà Jenny thì dân số hơi nhiều, đông con, nên là muốn một cái xe nó rộng rãi, thoải mái cho các con khi mà phải di chuyển nhiều hơn. Đâu là phụ nữ là xe nhỏ nhắn một tí xíu ha. Có một bạn Yến Nhi Khoai hỏi Jenny nào. Jenny đi về Việt Nam thì nên dùng xe điện, đừng đi máy bay để giữ môi trường xanh như Jenny suy nghĩ. Thì ý có lẽ là bạn này hỏi là ở Việt Nam thì nên đi bằng xe điện, đừng có đi máy bay nữa. Jenny nghĩ thế nào? Cái điều đó hơi khó. Thực ra thì
hy vọng là có thể một ngày nào đó máy bay cũng có thể chạy bằng điện. Và Jenny sẽ chọn phương tiện đó để di chuyển, để có thể go green. Nhưng mà với hiện tại mà nếu mà còn phải di chuyển những cái quãng đường quá xa, ví dụ như từ Bắc vào Nam hoặc từ Việt Nam sang Mỹ hoặc châu Âu chẳng hạn, mà đi bằng xe thì Jenny nghĩ đó cũng là một điều khá là thách thức đối với Jenny. Bạn bánh cuốn DJ, tôi không có câu hỏi nào với Jenny Phạm, tôi chỉ khen là Jennifer xinh đẹp. Thank you very much. Cảm ơn một người đã gửi cái tin đây đấy. Thank you. Bánh cuốn DJ. Bánh cuốn DJ. Jenny, cảm ơn Jenny rất nhiều. Còn câu hỏi gì nữa không? Jenny vừa nói là gia đình của Jenny rất là đông con, nhưng mà Andrew đứng kế bên Jenny thì cảm nhận giống như là mình cần phải phải xem lại thì coi là mình có mấy con, mà sao Jenny đông con mà Jenny vừa trẻ vừa xinh đẹp như thế này. Thì không biết là có bí kíp nào để chia sẻ cho quý chị em phụ nữ không? Thank you anh. Chắc là một phần là suốt ngày cứ chạy theo con nên cũng giúp cho cái thân hình nó thon gọn hơn, gọi là vừa exercise vừa chơi với con. No, actually là Jenny nghĩ rằng với người phụ nữ ai cũng vậy, chúng ta cũng phải dành những cái thời gian để mình có thể quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên là với người phụ nữ thì có rất là nhiều những cái mối quan tâm, và đặc biệt mà khi mà mình đã lập gia đình rồi thì nào là chồng, nào là con, nào là bố mẹ chồng, rất là nhiều những cái mối quan tâm. Nhưng đừng quên bỏ qua cái sự quan tâm rất là quan trọng, đó chính là cho bản thân mình. Dành một vài phút thôi, ví dụ như là 30 phút đến 1 tiếng để chúng ta có thể tập thể dục hàng ngày. Không có thời gian đến gym thì có thể tập thể dục qua YouTube, rất là nhiều những cái link có thể tập tại nhà nè. Hoặc là dành thời gian để có thể chăm sóc cho làn da của mình. Khi mà bạn yêu bản thân mình thì chắc chắn là sẽ luôn rạng ngời, luôn có sức sống và sẽ thu hút cũng như là mang lại những cái niềm vui cho cái người nhìn, đúng không? Người đối diện của mình khi mà họ thấy mình đẹp, họ thấy mình vui, họ cũng sẽ vui lây. Cho nên nghĩ là cái thời gian dành cho mình cũng khá là quan trọng besides all the other family members. Quá hay. Cái câu này cũng là anh vừa mới hỏi giùm khán giả rồi nè. SV nó là theo dõi như em nhiều năm, em không thay đổi gì nhiều, em chia sẻ một chút bí quyết thế nào em trẻ thế. Mới nói rồi phải không? Thì đó, mới vừa chia sẻ xong. Thì một bạn khác là Quang Vinh Vũ nói rằng là Jenny năm nay không năm nay bao nhiêu tuổi mà trẻ và đẹp như xe Vinh thế. Cái đó em nha. Em năm nay 18 cộng ạ. Cộng hơi nhiều. Xe Vinh mới 2 tuổi à. Có bạn nói là, có bạn hỏi câu này nè, câu này anh Du nghĩ cũng rất là hay nè. Về Việt Nam ở mấy năm rồi, sao thấy Jenny nói chuyện lanh quá vậy? Có nghĩa là chắc không có quên tiếng Việt, hay là quên tiếng Anh hả? Có quên tiếng Việt không? Ở Việt Nam lâu quá rồi. Nãy giờ nói chuyện là thấy không quên tiếng Anh rồi đó, nhưng mà chắc học được thêm nhiều tiếng Việt. Thật ra là Jenny phải cảm ơn bố mẹ của mình. Tại mặc dù là Jenny sang Mỹ từ lúc Jenny có khoảng 3 tuổi thôi, chưa đến 3 tuổi, nhưng mà cho đến khoảng năm 20 mấy tuổi khi mà Jenny bắt đầu thường xuyên về Việt Nam hơn thì Jenny vẫn giữ được cho mình cái tiếng mẹ đẻ của mình. Vì bố mẹ của mình luôn duy trì cái tiếng Việt trong nhà, always like bắt các con là phải dùng tiếng Việt. Tại vì biết rằng là khi mà chúng ta ra môi trường học tập nè, xã hội nè, cái việc mà học tiếng Anh nó sẽ rất là nhanh và sẽ rất là dễ để quên tiếng Việt. Cho nên bố mẹ cho nên luôn cố gắng để mà tạo điều kiện để cho con không quên đi tiếng mẹ đẻ của mình. Và khi về Việt Nam có cơ hội để mà làm việc nhiều hơn thì Jenny cũng học hỏi được thêm rất là nhiều về vốn từ của mình, và cũng như là giúp Jenny sự tự tin hơn khi mà nói tiếng Việt chứ đám đông. Còn tiếng Anh thì chắc là không quên được rồi. Nói mới nhớ thì chắc có lẽ Jenny cũng hy vọng là sau này lục lại có thể nhớ là anh đã có dịp ngồi làm giám khảo một cái cuộc thi sắc đẹp hay là thi nữ sinh gì đó. Lúc đó Jenny cũng có tham gia, dường như là được giải Á hậu thì phải, không nhớ. Nếu như Á hậu thì chắc là cũng khá là lâu cam này rồi. Đúng rồi, lâu lắm rồi. Lần đầu tiên đi thi thì chắc đúng rồi. Đó là tự em khai nha. Một câu hỏi khá có thể là cá nhân của Andrew cho Jenny. Ở Việt Nam thì Andrew thấy có rất nhiều bạn trẻ lớn lên, họ có hoài bão muốn trở nên nổi tiếng, muốn trở nên những người thành công. Nhưng mà Andrew thấy rất là ít cái con đường cho các bạn đó. Đa số chỉ là trở nên một ca sĩ hay trở nên những cái gì đó vừa nhanh vừa dễ mà nhanh giàu. Thì các bạn đó một là làm người mẫu, hai là làm ca sĩ. Theo Jenny thì các bạn ở Việt Nam nên hướng như thế nào nữa để có một cái tương lai nó ổn định, vững vàng, thay vì phải làm người mẫu với lại ca sĩ thôi? Thật ra với Jenny nhá, mặc dù là bạn chọn cho mình một cái nghề nghiệp gì thì đầu tiên bạn phải có sự đam mê và bạn sẽ có nhiệt huyết và để làm tốt cái công việc của mình. Đừng đi theo cái công việc nào đó chỉ vì cái chớp nhoáng của hào quang, chỉ vì một cái gọi là
sự nổi tiếng hay là được tiền hay là được tiếng. Với Jenny thì cái đó nó chỉ là phần phụ thôi. Cái quan trọng là mình phải thật sự đam mê, thật sự thích cái công việc của mình. Và nếu như vậy thì mình sẽ bền vững hơn trong cái sự lựa chọn của mình. Còn nếu mà chỉ theo đuổi một cái sự nghiệp nào đó chỉ vì tôi muốn được nổi tiếng như người này, tôi muốn phải giàu như người kia, thì chắc chắn có thể là bạn sẽ nổi tiếng, nhưng mà cái sự nổi tiếng nó chỉ chớp nhoáng và nó sẽ rất là nhanh tàn. Cái gì nó nhanh thì nó cũng sẽ nhanh biến mất thôi. Vâng, cảm ơn Jenny nhiều lắm nha. Bảo phát bảo tàng. Có lẽ hành trình của xe VinFast cũng sẽ gắn liền rất là nhiều người nổi tiếng và cũng nhiều khuôn mặt mới. Nhưng mà Andrew muốn hỏi rằng là Jennifer đã nổi tiếng rồi, vậy liệu có những cái hãng xe nào khác mời Jenny hợp tác thì Jenny có hợp tác không? Thực ra thì Jenny cũng được rất là nhiều vinh dự để hợp tác cùng các nhãn xe khác nhau tại các auto show từ trong nước cả nước ngoài, và VinFast cũng không ngoại lệ. Và Jenny cũng mong rằng là mình vẫn sẽ tiếp tục được tin tưởng là người cầm mic để mà dẫn dắt các chương trình, để gặp gỡ khán giả cũng như những người yêu công nghệ, yêu xe và đặc biệt là yêu VinFast trong sự kiện ngày hôm nay. Andrew còn nhớ hãng xe Hyundai hoặc là những hãng xe khác khi về Việt Nam họ cũng mời những người nổi tiếng giống như là ca sĩ Mỹ Tâm hoặc là một số người khác để mà gọi là PR cái hãng sản phẩm của họ lên. Thì nếu mà Hyundai họ mời cái dòng xe điện của Hyundai là xe Ioniq gì đó, họ mời Jennifer để mà hợp tác đẩy cái xe họ cạnh tranh ngay trong nước Việt Nam, thì Jenny nghĩ sao? Thực ra thì Jenny chưa nghĩ đến cái việc đấy đâu. Như trước kia thì Jenny có đại diện cho Mercedes-Benz tại Việt Nam rồi. Và Jenny quyết định khi mà mình không phải chỉ vì lời mời mà mình phải thật sự tin vào cái thương hiệu đó. Lúc đó Jenny cũng chạy dòng xe Mercedes, cho nên là mình đã nhận lời để làm gương mặt đại diện cho Mercedes-Benz. Trong tương lai khi mà mình lựa chọn cho mình một chiếc xe điện, chắc chắn là mình cũng sẽ cân nhắc rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà để nhận lời làm đại diện, gương mặt đại diện, thì nó cũng là một cái mutual relationship. Mình cũng mang benefits cho họ và họ cũng mang benefits cho mình. Cho nên là Jen cũng muốn là chọn một cái thương hiệu nào nó thật sự tốt và mình thật sự tin tưởng vào cái thương hiệu đó, thì mình sẽ chấp nhận. Hay lắm, cảm ơn Jen rất là nhiều. Một số câu hỏi từ khán giả, mọi người nếu mà đặt thì đặt ngay bây giờ, không còn kịp giờ. Thôi là Jenny sẽ vào bên trong talk show luôn. Talk show với Jenny. Talk show tại chỗ luôn. Quang Vinh Vũ hỏi là Jenny đã thử xe Vin chưa? Nếu lái rồi cảm nhận của em thế nào? Đầu tiên là Jenny rất là thích cái form dáng ở ngoài, rất là sporty, phù hợp cho cả nam, cả nữ, cả gia đình. Ở trong thì thiết bị bằng các cái màn hình cũng như là những cái công nghệ rất là hiện đại. For me, mà một người phụ nữ hiện đại thì rất là thích những cái high tech. Về xe, tốc độ chạy, các thứ very nice, very smooth, rất là êm. Và lái thử chưa? Em có test drive rồi. Chiếc nào? The BF8. Yeah. Còn haven't tried the BF9 yet. Chắc là chưa được chạy đâu, nhưng mà in general em nghĩ nó cũng sẽ giống nhau. Nó chỉ hơi khác về cái form dáng bề ngoài thôi. Là một người Việt Nam sống ở Mỹ, coi như là Việt Kiều đúng không? Jennifer về Việt Nam sống và cưới chồng và lập gia đình ở đó. Jennifer có lời khuyên nào cho cộng đồng Việt Kiều hải ngoại đối với xe VinFast? Đối với xe VinFast hả? VinFast đã có một cái khoảng thời gian rất là dài ở thị trường Việt Nam và cũng đã đánh tiếng vang rất là tốt, rất là nhiều người ủng hộ dòng xe VinFast. Không chỉ vì là đây là một thương hiệu Việt Nam, nhưng mà vì cái chất lượng của dòng của VinFast thật sự và cái trách nhiệm cũng như là luôn luôn lắng nghe người tiêu dùng với những cái sự góp ý, điều đó là tốt hay xấu, để có thể cải thiện và làm tốt hơn. Và khi VinFast có thể mang cái sản phẩm đó ra nước ngoài và được cộng đồng chấp nhận, và ngay như lúc nãy Jenny có nói là có hơn 65.000 đơn đặt hàng với dòng xe VF8 và VF9 của VinFast rồi, cho nên là Jenny nghĩ rằng với cái số lượng như vậy, khi mà người ta trao cái niềm tin cũng như là cái sở thích của mình với những cái dòng xe, đặc biệt là với dòng xe điện, với những người mà đủ hiểu biết và đủ kinh tế để mà chọn những dòng xe điện cho mình, thì chắc chắn là họ cũng rất là khắt khe và họ cũng đủ cái sự hiểu biết nói chung để mà có thể tìm hiểu rõ hơn về cái dòng xe của VinFast trước khi đưa ra quyết định. Cho nên I don't think they can go wrong and I don't think I can go wrong if I choose VinFast. Đủ kinh tế với là đủ khắt khe phải không? Anh Andrew này đặt 11 chiếc đủ cơ, thì có đủ kinh tế và đủ khắt khe không? Theo Jenny. Đặt 11 chiếc, hôm nào cho em mượn một chiếc chạy vòng vòng.
chắc chắn là như vậy. Khi Andrew sẽ nhận chiếc, cho đến giờ phút này Andrew vẫn chưa nhận được chiếc xe nào, và nghe nói rằng là tháng 12 thì Andrew sẽ nhận chiếc xe đầu tiên. Cái đơn đặt hàng của, cái đơn đặt hàng của mình là theo thứ tự là số 586. Kể từ mở đầu tiên ra Andrew nhảy vô liền là đã 586 rồi. Thì không biết là ngày hôm nay các bạn đang ở thứ là 100 mấy chục ngàn rồi. Yeah. Mà 586 mà vẫn chưa có xe đó, kính thưa quý vị. Cho nên Andrew là em nghĩ là VinFast cũng muốn là fine tune lại tất cả cái những cái chi tiết nhỏ để khi mà bàn giao cho khách hàng sẽ phải là cái phiên bản tốt nhất trong cái sự mong đợi của họ. Tất nhiên là như vậy, bởi vì ở thị trường Mỹ là một thị trường phải nói là rất khó tính. Và yes, chưa kể là có rất nhiều sự lựa chọn. Đã khó tính rồi mà còn có nhiều cái deal rất là hấp dẫn và thích hợp. Sở dĩ Andrew chọn đặt xe 10 chiếc cho công ty của Andrew đó là bởi vì cái giá xe lúc đó nó rất là rẻ. Bây giờ so với thị trường của xe điện, nói chung là những xe khác, chưa nói đến xe Tesla, thì những cái xe trung bình xe điện nó đã khoảng tầm 40-50 ngàn đô. Trong khi đó xe của VinFast sau khi trừ hết các khoản được bớt của manufacturer, của nhà sản xuất, rồi được bớt bởi chính phủ Hoa Kỳ nữa, thì chiếc xe còn có 30 ngàn đô thôi. Ngang với một chiếc xe rẻ hơn chiếc xe Camry. Cho nên mà thấy không, cho nên đó là lý do tại sao Andrew đưa ra quyết định rất là nhanh. Và ngày hôm nay chúng ta thấy giá xăng bây giờ đang cũng lên rất là ào ào và rất là thích hợp, hợp thời hợp lúc, nhưng mà vẫn chưa có được xe điện lái, cho nên là mong, rất mong một ngày là có xe điện sẽ mời Jennifer đến lái ở Phúc Lộc Thọ đi ăn phở. Cho em đi một vòng vô xa nhé. Thêm vài câu với lại khán giả nhé. Hùng Nhân Nguyễn nói là anh lái xe chở Jenny trong phim Tiếng Dương Cầm Trên Biển cách đây cũng khoảng 7-8 năm. Wow, còn nhớ. Giờ này Jenny vẫn trẻ như trước, chúc em luôn trẻ đẹp, có nhớ không? Dạ em nhớ, cảm ơn rất là nhiều. Em không nhớ, nhưng mà Tiếng Dương Cầm Trên Biển thì là một cái phim Jenny đã tham gia rất rất lâu rồi, cũng phải hơn chục năm rồi. Mà để theo dõi bộ phim đó mà còn nhớ đến Jenny ngày hôm nay thì thật sự rất là cảm ơn. Thank you very much. Jenny sinh hoạt văn nghệ, sinh hoạt showbiz ở Việt Nam thì nhiều, nhưng mà hình như là không tham gia hay là chưa tham gia ở quận Cam trở lại thì phải. Không biết là có hay không. Tại sao lại ít như vậy so với lại nhiều ca nghệ sĩ khác thì cũng thường hay quay trở lại để trình diễn. Có thể là cái nghề MC nó ít có cơ hội như là nghề ca sĩ hay là như thế nào? Dạ, em thứ nhất là em nghĩ một phần là nó có sự hạn chế. Tại vì ở Việt Nam thì nó sẽ có nhiều cái sự kiện, event của công ty, event ca nhạc, chương trình hoa hậu, nó rất là nhiều. Cho nên là cái opportunity nó cũng sẽ nhiều hơn. Thứ hai nữa là 2 năm vừa rồi thì thật sự là Jenny rất là ít về Mỹ để mà tham gia các chương trình, là vì Covid nó cũng rất là khó khăn cho các nghệ sĩ. Và trong các chương trình thì phần lớn họ sẽ không có chú trọng nhiều về mặt MC đối với là các chương trình ca nhạc ở đây. Cho nên là Jenny cũng chưa có được nhiều dịp để mà gặp gỡ khán giả tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên là thi thoảng cũng có các chương trình hoa hậu, các chương trình đại nhạc hội thì Jenny cũng được cơ hội để mà tham gia. Nhưng mà hy vọng rằng là sắp tới này sẽ còn nhiều cơ hội hơn nữa. Có cơ hội là tham gia thế chứ không có chê gì hết phải không? Khán giả Quận Cam phải không? Em không chê, tại vì em lớn lên ở Quận Cam nên là em rất là yêu khán giả tại Quận Cam. Rồi, cảm ơn Jenny rất nhiều cho một lời với lại khán giả từ Quận Cam cho tới khắp nơi là khán giả của Phố TV. Jenny xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Phố Bosa TV và đặc biệt là khán giả tại Quận Cam. Jenny rất là cảm ơn mọi người đã luôn dành sự yêu thương cho Jenny, sự quan tâm cho Jenny và dõi theo các sự kiện, các chương trình cũng như những bộ phim mà Jenny đã tham gia. Và hy vọng rằng tình yêu đó mà quý vị dành cho Jenny cũng sẽ tiếp tục được gọi là thổi bùng lên và luôn luôn gọi là một cái ngọn lửa cháy bỏng, không bỏ quên Jenny, vì Jenny sẽ luôn yêu thương mọi người và sẵn lòng để mà quay về cho tham gia trong các chương trình để mà gặp khán giả của mình. Sáng tiện Jenny nói về vấn đề là theo dõi và ủng hộ Jenny thì Jenny có cái Instagram hay là có cái Twitter account nào mà các bạn fan hâm mộ muốn theo dõi thì theo dõi đâu? Thật ra là Jenny là một người hơi bị lười về social media, chỉ có mỗi Facebook thôi, cho nên là mọi người có thể find cái Facebook của Jenny, cái Facebook page là Jennifer Phạm thôi, có cái hình áo vàng, that's the current one. Okay. Yeah, còn Instagram với Twitter thì không có tham gia, sorry. Vâng, tất nhiên là nó bùng lên thì mới nghe. Như vậy thì bây giờ là bất cứ lúc nào mà Jennifer go live hay là trên Facebook bỏ một cái status vào thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều fan hâm mộ kể từ ngày hôm nay. Nhớ follow Jennifer on Facebook, Jennifer Fam, cái hình màu vàng. Cảm ơn Jennifer rất nhiều. Chúc luôn luôn trẻ đẹp và công việc rất là tốt. Và khán giả Quận Cam sẽ gặp lại Jennifer nhiều hơn nữa trong tương lai. Đúng rồi. Thank you. Cảm ơn. Thank you.
GG Cashback, hệ thống cashback giúp người dùng tiết kiệm khi ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ có trong hệ thống. Có hoa hồng khi người dùng giới thiệu bạn bè và người thân đăng ký, không cần vốn vẫn kiếm được tiền, không cần xài vẫn có tiền. Hãy cùng Thủy Vân scan QR code để đăng ký miễn phí ngay hôm nay. GG Cashback, hệ thống cashback giúp người dùng tiết kiệm khi ăn uống hoặc sử dụng dịch vụ có trong hệ thống. Có hoa hồng khi người dùng giới thiệu bạn bè và người thân đăng ký. Không cần vốn, vẫn kiếm được tiền, không cần xài, vẫn có tiền. Hãy cùng Tường Vi scan QR code để đăng ký miễn phí hôm nay.